Gốm Chu Đậu, tinh hoa văn hóa Việt Nam là 9 chữ vàng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu ái dành tặng gốm Chu Đậu. Mang nặng văn hóa thuần Việt với những đặc trưng tinh xảo, sau hơn 5 thế kỷ bị vùi sâu trong lòng đất, gốm Chu Đậu đã được khai phá và hồi sinh rực rỡ. Nhờ sự góp sức của các nhà khoa học, các cấp chính quyền và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, gốm Chu Đậu đang dần chinh phục các thị trường cả trong và ngoài nước với nét đặc trưng và danh tiếng vốn có của mình. Vào thời điểm cách đây hơn 550 năm trước, vùng đất Chu Đậu cùng với những người thợ tài hoa trên chính mảnh đất này đã tạo nên một vùng gốm tinh xảo, tuyệt mỹ, đạt đến đỉnh cao về kỹ thuật và nghệ thuật bậc nhất trên thế giới thời bấy giờ. Và Chu Đậu đã là trung tâm chuyên sản xuất gốm có chất lượng cao với loại hình và kiểu dáng đa dạng trong khoảng thế kỷ 14, thế kỷ 17. Có thể nói là gốm Chu Đậu là một cái thương hiệu gốm Hoa Lam nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Và ở thế giới thì biết rất nhiều đến gốm Chu Đậu. Đấy. Thì gốm Chu Đậu là một đã phát triển rực rỡ từ thế kỷ 13, 14. Lúc đó thì cha ông chúng ta đã xuất khẩu gốm Chu Đậu đi nhiều nước trên thế giới. Sau đó do cái yếu tố lịch sử thì có một thời kỳ là gốm Chu Đậu đã đi vào quên lãng. Nhưng đến năm 2001 thì tổng ty chúng tôi với cái kinh nghiệm tổ chức thị trường xuất khẩu được tiếp cận với các cái mẫu mã gốm Chu Đậu tại thị trường nước ngoài. Thì chúng tôi đã về báo cáo với tỉnh Hải Dương cho phép là khôi phục lại cái gốm Chu Đậu. Từ năm 2001, với mong muốn khôi phục một dòng gốm chứ danh đã bị thất truyền từ thế kỷ 16, Habro đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, đồng thời mở các lớp đào tạo, đầu tư nghiên cứu men cổ, kỹ thuật sản xuất và mời các nghệ nhân truyền nghề cho các lao động địa phương với mong muốn khôi phục lại dòng gốm cổ truyền, thuần Việt, mang đậm dấu ấn tinh hoa của văn hóa Việt Nam. Gốm Chu Đậu đến nay thì đã phát triển khá tốt. Đấy, và đã có mặt tại thị trường một số nước trên thế giới cũng như là tại thị trường Việt Nam thì cũng đã được người tiêu dùng, được cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá. Và chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp đến một cái đẳng cấp cao hơn về chất lượng của gốm Chu Đậu, sáng tạo ra các cái mẫu mã của gốm Chu Đậu để đảm bảo xứng đáng với cái thương hiệu gốm Chu Đậu là cái thương hiệu gốm Hoa Lam nổi tiếng nhất của Việt Nam. Sau hơn 10 năm, đến nay gốm Chu Đậu đã phục dựng được thành công các dòng sản phẩm gốm cổ xưa để phục vụ nhu cầu trong nước và phát triển trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Sản phẩm gốm Chu Đậu cổ đã có mặt tại 46 bảo tàng danh tiếng trên thế giới và hiện nay sau quá trình nghiên cứu phục dựng thành công đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó, gốm Chu Đậu đã xây dựng không gian trưng bày 1.000 m² để trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết hợp để khách hàng có cơ hội tham quan trực tiếp quy trình sản xuất đặc biệt là công đoạn vẽ thủ công hoàn toàn bằng tay của các sản phẩm gốm Chu Đậu. Do đó, hàng năm Chu Đậu đón tiếp hàng ngàn lượt khách cả trong và ngoài nước đến tham quan và mua sắm. Bên cạnh cái việc tổ chức tiêu thụ tại thị trường trong nước thì rất quan tâm đến cái khâu xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu gốm Chu Đậu. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tích cực đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, tham dự các hội chợ về thủ công mỹ nghệ, đồ gốm ở các thị trường trọng điểm của thế giới để quảng bá cái thương hiệu gốm Chu Đậu, đẩy mạnh xuất khẩu gốm Chu Đậu đi các nước trên khu vực trên thế giới. Các kỹ thuật và màu men cổ với những họa tiết hoa dây, hoa cúc đặc trưng của gốm Chu Đậu cổ đã được nghiên cứu và phục hồi từ nguyên mẫu. Do đó, đến nay những sản phẩm độc đáo của gốm Chu Đậu với chất lượng cao, mẫu mã đa dạng đã chinh phục được các khách hàng cả trong và ngoài nước, được người yêu gốm trong nước và khách hàng nước ngoài đón nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, để phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu, trong thời gian tới Habro tiếp tục thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đồng thời nghiên cứu tạo ra những sản phẩm độc đáo mang đậm bản sắc Việt nhưng hợp gu với từng thị trường. Như vậy, việc đẩy mạnh xuất khẩu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thị trường thế giới. Đúng ý nghĩa 10 chữ vàng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng cho gốm Chu Đậu. Gốm Chu Đậu, bản sắc Việt, tỏa sáng năm châu.